Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thông tin ngày mới của chúng tôi. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý sau. Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao 200 suất học bổng cho các em là con các gia đình thương binh, gia đình chính sách, con bộ đội biên giới hải đảo. Ngành Nội vụ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023. Thí sinh không nên đăng ký xét tuyển đại học và phúc chất. Thưa quý vị, sáng qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Khuyến học Quảng Nam và trao 200 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên là con em gia đình thương binh, gia đình chính sách và con của bộ đội biên giới hải đảo. Tham dự về phía Trung ương có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Tỉnh Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn và các thành viên đi trong đoàn. Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học không bao giờ cùng. Học tập suốt đời, học mãi để tiến bộ mãi, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, là yếu tố quan trọng quyết định số phận của mỗi con người và quyết định đến sự phát triển của quê hương đất nước. Vì vậy, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này. Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp với sự phát triển công nghệ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số, mỗi người phải tự ý thức xây dựng bản thân trở thành công dân học tập, xã hội học tập giàu đẹp, văn minh. Tại buổi lễ, Hội Khuyến học Việt Nam trao bảng tượng trưng 200 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam và trao 20 suất học bổng là con em gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, hai địa phương Tam Kỳ và Núi Thành và là đại diện cho 200 em học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh được nhận lần này. Được biết đây là lần thứ hai trong năm Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng khuyến học cho học sinh sinh viên Quảng Nam. Nhân chuyến công tác tại Quảng Nam sáng qua, bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đã đến dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng. Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm của buổi lễ, bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa dâng hương lên đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng và dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tưởng nhớ những người mẹ huyền thoại sáng ngời phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023, đứng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ cán bộ nguyện tiếp bước học tập và noi gương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sáng qua tại thành phố Tam Kỳ, cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh thành phố miền Trung Tây Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong cụm thi đua đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Trên cơ sở quyết định của giao biên chế của Trung ương, Sở Nội vụ các tỉnh thành trong cụm đã tham mưu trình Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định giao biên chế cho các cơ quan tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp đảm bảo quy định. Tham mưu triển khai các chủ trương quy định của Trung ương liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Công tác quản lý thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã, việc bố trí sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với đề án 500 trí thức trẻ được thực hiện kịp thời và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Nội vụ các tỉnh thành trong cụm đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính, tổ chức các đợt thi đua cao điểm về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, triển khai chấm điểm và điều tra xã hội học đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2022. Với nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh, Sở Nội vụ các tỉnh thành trong cụm đã tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2022. Tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 1948, 11 tháng 6 2023.
tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiêu biểu năm 2023 và tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh tham dự hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc do Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức. Cũng tại hội nghị, các đơn vị thảo luận chia sẻ một số thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đưa ra các giải pháp để cùng thi đua thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Ủy ban Nhân dân thị trấn Hà Lam, Công an huyện Thăng Bình phối hợp cùng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu phố 2 thị trấn Hà Lam. Tình huống giả định xảy ra do một hộ tiểu thương bất cẩn làm cháy nhà dẫn đến cháy lan ra nhiều hộ khác trong khu vực. Nhiều hộ dân bị lửa bao vây không thoát ra được. Lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng báo động, gọi điện báo cháy đến trung tâm 114 và trung tâm cấp cứu 115, tiến hành sơ tán và giải cứu người bị nạn. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng các chiến sĩ đến phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, nhanh chóng dùng vòi phun nước và bình xịt chữa cháy, kiểm tra cứu nạn người bị mắc kẹt và chuyển nạn nhân đến nơi cấp cứu. Cùng lúc đó, lực lượng y tế cũng nhanh chóng có mặt để thực hiện sơ cấp cứu. Sau hơn 30 phút, đám cháy giả định đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo đánh giá của ban chỉ huy diễn tập, buổi diễn tập diễn ra nghiêm túc, an toàn và đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra. Ban chỉ đạo diễn tập huyện Duy Xuyên vừa tổ chức tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Duy Xuyên được chia làm 3 giai đoạn, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Ban chỉ đạo diễn tập huyện Duy Xuyên quán triệt nghiêm túc, triển khai đầy đủ, đúng ý định, chuẩn bị tốt về mọi mặt trong quá trình diễn tập. Từ chức danh trong khung diễn tập nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm, có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập. Trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023, toàn huyện đã xây dựng nhiều hầm, hào, công sự, chiến đấu đúng quy định. Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với công an huyện và các địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị tại các khu vực diễn tập, huy động cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tổ chức tuần tra canh gác theo phương án, bảo vệ an toàn vũ khí trang bị, vật chất phương tiện, trang thiết bị diễn tập tại sở chỉ huy diễn tập và các khu vực thực binh. Nhờ vậy, cuộc diễn tập đạt yêu cầu đề ra. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Sáng qua, tại huyện Đại Lộc, trường Trung học Phổ thông Đỗ Đăng Tuyển, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường 1983-2023. Tham dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện Đại Lộc cùng các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường qua các thời kỳ. Trường Trung học Phổ thông Đỗ Đăng Tuyển được thành lập năm 1983 với tên gọi là Trường Phổ thông Trung học Đại Lộc 2, được xây dựng ban đầu tranh tre vách núi tạm bợ. Ban đầu trường chỉ có 4 lớp 10 được tuyển mới và 2 lớp 11 được chuyển về từ trường Đại Lộc 1. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, 38 thế hệ hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông ra trường với hơn 15.000 học sinh. Các thế hệ học sinh nhà trường đang học tập, sinh sống và làm việc trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài. Nhiều người thành đạt trở thành những cán bộ lãnh đạo quản lý, các kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, có anh chị trở thành doanh nhân chủ doanh nghiệp. Truyền thống của nhà trường được viết tiếp bởi những thành tích đáng tự hào qua các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh và cấp quốc gia, các kỳ thi tuyển sinh đại học, có em đạt giải nhì, giải ba quốc gia, thủ khoa các trường đại học. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của nhà trường đạt được trong chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, đồng thời đề nghị đội ngũ giáo viên không ngừng rèn luyện, cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, tăng cường phối hợp giữa nhà trường và xã hội để nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả giáo dục toàn diện, trở thành lá cờ đầu trong sự nghiệp giáo dục. Đồng thời mong muốn học sinh nhà trường phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, có ý chí, nghị lực và khát vọng, xứng đáng với sự kỳ vọng, quan tâm, chăm lo của gia đình và xã hội. Nhân dịp này, các thế hệ học sinh nhà trường đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho quỹ khuyến học của nhà trường. Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Hương Núi Thành tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành tổ chức chương trình công tác xã hội trao quỹ khuyến học, tặng quà cho các gia đình khó khăn, trao học bổng cho học sinh. Về dự có ông Nguyễn Tân, Chủ tịch Hội đồng Hương Núi Thành tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Hương huyện Núi Thành tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam đã trao biển hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá 170 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
trao quỹ giải thưởng khuyến học Võ Chí Công Quỹ Ban Nhân dân huyện Núi Thành với số tiền 15 triệu đồng, trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 120 triệu đồng cho hộ nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Núi Thành, tặng giấy khen học bổng cho 104 học sinh vượt khó học giỏi với tổng trị giá 221 triệu đồng, tặng điện thoại và học bổng 3 năm học cho một em học sinh đang học trung học phổ thông, mỗi năm hỗ trợ 10 triệu đồng. Dịp này, Báo Thanh Niên tặng 79 tủ sách nhân ái cho các trường học trên địa bàn huyện Núi Thành, trao hỗ trợ cho một hộ gia đình bệnh nhân nghèo số tiền 93 triệu đồng. Thay Nhuận Tâm, Chùa Lá, Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho học sinh vượt khó học giỏi trị giá 10 triệu đồng. Sáng qua tại huyện Núi Thành, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Trinh sát Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức gặp mặt đồng đội lần thứ 16 nhân kỷ niệm 57 năm ngày thành lập tiểu đoàn 20 tháng 7 1966, 20 tháng 7 2023. Hơn 200 cựu chiến binh đến từ các tỉnh Bắc Giang, Bình Định, Quảng Ngãi, thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và Quảng Nam cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Tiểu đoàn Trinh sát Bộ Tham mưu Quân khu 5. Ngày 20 tháng 7 năm 1966, Quân khu 5 ký quyết định thành lập Tiểu đoàn Trinh sát Bộ Tham mưu Quân khu 5. Sau ngày thành lập, tiểu đoàn tác chiến tại 8 tỉnh miền Trung, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ sau năm 1975, tiểu đoàn đảm nhận thêm địa bàn 4 tỉnh Tây Nguyên và phục vụ chiến đấu giúp Lào và Campuchia. Sau khi rời quân ngũ, hầu hết các cựu chiến binh tiểu đoàn trinh sát Bộ Tham mưu Quân khu 5 phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục góp phần xây dựng bảo vệ quê hương, xây dựng gia đình hạnh phúc và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước của các thế hệ cha ông. Sáng qua tại thành phố Tam Kỳ đã diễn ra lễ ra mắt tổ chức kết nối thương mại BNI Kaizen Charter. Đây là charter thứ hai được ra mắt tại tỉnh Quảng Nam sau BNI FIFO Hội An. BNI là tổ chức kết nối thương mại toàn cầu, là tổ chức duy nhất trên thế giới có thể đo lường được sự thành công bằng tổng số cơ hội kinh doanh và doanh số mà thành viên trao nhau. Tại Việt Nam, BNI có mặt từ năm 2009 với hơn 8.000 thành viên. Đối với BNI Kaizen, đây là charter hoạt động tại thành phố Tam Kỳ với sự tham gia ban đầu của 40 doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng kết nối giao lưu để mở rộng cơ hội kinh doanh lẫn nhau giữa các charter trong khu vực và toàn quốc. Tham gia vào tổ chức BNI, các doanh nghiệp được trao đổi cơ hội kinh doanh cũng như hỗ trợ quảng bá chéo sản phẩm lẫn nhau, từ đó tạo nên một mạng lưới kết nối các doanh nghiệp uy tín hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tại Quảng Nam, với sự có mặt của hai charter BNI tại thành phố Hội An và Tam Kỳ sẽ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp mới khởi nghiệp có thêm cơ hội để mở rộng cơ hội kinh doanh bền vững trong thời kỳ nền kinh tế khó khăn như hiện nay. Thưa quý vị, giám sát chặt chẽ nguồn gốc hải sản, xử lý nghiêm các hành vi khai thác bất hợp pháp đang là những nhiệm vụ trọng tâm được các địa phương tại khu vực miền Trung triển khai nhằm gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản. Phản ánh tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, một trong những cảng cá lớn nhất khu vực miền Trung. Trước một giờ đồng hồ cập cảng Thọ Quang để bán hải sản, chủ tàu này đã thông báo cho ban quản lý cảng cá và nộp nhật ký khai thác ngay khi tàu cập cảng. Sau khi kiểm tra hành trình của tàu cá thông qua cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia cũng như đối chiếu sản lượng, ngư trường khai thác ghi trong nhật ký, lực lượng chức năng tại đây mới cho phép tàu đưa cá lên bờ. Quy trình này được áp dụng chặt chẽ đối với toàn bộ tàu cá vào cảng. Tất cả tàu vào thì cũng đã khai thông báo và cảng cũng đã phối hợp với văn phòng đại diện để mà giám sát, truy xuất qua cái hệ thống giám sát hành trình tàu cá để đảm bảo cho cái vấn đề là kiểm tra kiểm soát về cá. Thời gian qua, các lực lượng chức năng tại đây đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm giám sát chặt chẽ nguồn gốc hải sản, trong đó chú trọng vào việc kiểm tra tín hiệu được thiết bị giám sát hành trình tàu cá ghi lại. Việc mà mất kết nối thiết bị giám sát hành trình thì so với các năm trước thì năm 2023 này giảm rất là đáng kể, và quan trọng là bà con ngư dân, các thuyền trưởng, các chủ tàu đã rất là ý thức trong vấn đề mà bật cái thiết bị giám sát hành trình. Với sự quyết liệt của các lực lượng chức năng, hầu hết chủ tàu đã có ý thức hơn về việc chấp hành các quy định của pháp luật khi khai thác trên biển, nhất là ghi chép, nhật ký khai thác đầy đủ, lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát hành trình trong quá trình vươn khơi. Mỗi bữa đánh bét là mỗi tàu độ khác nhau, là bữa nào là mình ghi vô bữa đó. Là ví dụ như mình quánh được bao nhiêu ký có là mình ước lượng được số lượng á, là mình ghi vô đầy đủ, là tới bờ là mình vô bờ là cập cảng là mình nộp nhật ký.
Không chỉ tại Đà Nẵng, các biện pháp giám sát nguồn gốc hải sản cũng được lực lượng chức năng các địa phương trong khu vực miền Trung thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, với mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản. Dù chưa biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, nhưng hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống dữ liệu chung. Trong khoảng từ nay cho đến ngày 30 tháng 7, thí sinh có quyền đăng ký không giới hạn nguyện vọng và chỉnh sửa thoải mái. Tuy nhiên, để đủ nguyện vọng mình mong muốn cũng như tránh sai sót dẫn đến trượt oan như năm trước, thì thí sinh cần đặc biệt cẩn trọng, kỹ lưỡng trong quá trình đăng ký. Dù đã trúng tuyển trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng Nguyễn Mạnh Hà vẫn cần đăng ký lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác nhận nguyện vọng của mình. Ngành em thích rồi thì em sẽ đăng ký những cái ngành đấy lên trên ạ. Còn những cái ngành mà em đã trúng tuyển sớm, nếu như em không thích lắm thì em sẽ để nguyện vọng ở dưới. Còn với Diệu Linh, mong muốn đổ vào ngành mình yêu thích, nhưng em vẫn phải nghiên cứu dựa trên điểm số của mình với mức điểm chuẩn dự kiến của các trường. Khi mà đăng ký thì mình nên ưu tiên cái nguyện vọng là mình mong muốn và yêu thích lên đầu tiên. Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng phải là cân nhắc xem là điểm số của mình có ở trong khoảng đấy không. Dù thời hạn đăng ký là ngày 30 tháng 7, tuy nhiên thí sinh không nên đăng ký nguyện vọng vào phút chót. Sau khi đăng ký nguyện vọng thì từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 8, thí sinh phải đóng lệ phí cho các phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu thí sinh không đóng lệ phí thì nguyện vọng đó sẽ không được tính. Thưa quý vị, mạng xã hội phát triển khiến kênh bán hàng online ngày càng bùng nổ. Bên cạnh câu chuyện về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đã xuất hiện việc lợi dụng các hành vi không đúng thuần phong mỹ tục, thậm chí xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo. Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hóa trang thành Đức Phật livestream bán nước hoa của một nam TikToker. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hóa trang thành Đức Phật nhưng sử dụng ngôn từ đòi tiền, gắt gỏng, cao có, với một thái độ, hành vi và ngôn ngữ đi ngược lại những chuẩn mực của nhà Phật và luật tín ngưỡng tôn giáo. Điều đáng nói khi đây không phải là lần đầu tiên một bộ phận giới trẻ mang những hình ảnh thiêng liêng của Đức Phật ra để làm công cụ trục lợi. Luật quảng cáo đã cấm, không được lợi dụng hình ảnh. Theo các TikToker, việc ngăn chặn các chiêu thức quảng cáo bán hàng sai lệch chuẩn mực đạo đức vẫn chủ yếu dựa vào ý thức của người dùng. Mạng xã hội cần phải có những cái chính sách để hạn chế những cái clip đấy viral lên. Thì em nghĩ là điều đấy cũng là một trong những cái hành động trực tiếp có thể ngăn chặn được phần nào những cái quảng cáo mà không được lành mạnh về cái mặt văn hóa, cũng như là bất chấp những cái về tôn giáo của người khác để lên để bán hàng các thứ. Thì em nghĩ là điều đấy là một trong những hành động mà có thể chúng ta có thể làm ngay. Dù đã có quy định phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi trục lợi mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, nhưng trên thực tế, rất ít người bị xử lý. Thưa quý vị và các bạn, trở về với đời thường sau những năm tháng đóng góp sức mình cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, những cựu thanh niên xung phong luôn phát huy tinh thần song pha, mẫu mực. Trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2018-2023, cựu thanh niên xung phong Quảng Nam đã không ngừng nêu gương sáng làm theo lời Bác Hồ dạy, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, qua đó lan tỏa những việc làm vì nghĩa tình đồng đội. Ngồi trong ngôi nhà dựng trên bầu sen của gia đình, cựu thanh niên xung phong Phạm Đức Tầm vui mừng kể với đồng đội, đồng chí của mình về thành quả sau 20 năm cải tạo hồ nước tù động thành mô hình trồng sen và nuôi cá nước ngọt. Tại thời điểm năm 2000, vệ sinh nhà nước giao diện tích đất bầu hoang hóa ở khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để đầu tư làm kinh tế của ông Tầm là một quyết định khá táo bạo. Sau đó, ông mua sen về trồng và nuôi cá nước ngọt tự nhiên theo cách rất riêng. Bởi vì đây là cái bào thiên nhiên, hơn nữa là có khoảng thiên nhiên, tức là chú không quản lý. Tức là đang mùa mưa lụt á, tức là có một cái đường mương thông suốt từ đây xuống bờ sông bờ điện chảy ra, thì cũng như có thiên nhiên hẳn, nó sẽ lên đây, nó lên đây, nó đọng ở đây, tức mình đáng công là giữ là cái giết và cái lát, tức là hùa là cái trà đó. Rồi xa cái hàng năm đó, bây giờ là mình thu hoạch cái năm mình 4 lần, sen cũng 2 lần mà có không 2 lần. Hiện nay mỗi mùa ông Tầm thu khoảng 1,5 tấn sen tươi với giá khoảng 50-60 ngàn đồng 1 kg. Mỗi năm ông thu 2 vụ sen và bán móng sen giống thường xuyên. Bên cạnh đó, nguồn thu từ cá nước ngọt như cá trầu, cá diếc ở bầu sen nhà ông cũng rất khá.
Cá ở đây nuôi tự nhiên nên người dùng rất chuộng. Từ năm 2020 đến nay, mỗi năm doanh thu từ mô hình trồng sen nuôi cá của ông Tầm từ khoảng 150 đến 200 triệu đồng. Trong mấy năm nay thì cái mô hình này cũng lan tỏa nói chung á, là khắp ở trong cái phường này. Đa số anh em mới cũng tham gia để mà làm thì cái mô hình này á, thì làm này kể ra nó cũng lâu rồi. Nhưng mà về thu nhập á, thì để thứ nhất á, là coi là trang trải cho gia đình. Thì hơi nãy cũng có hỗ trợ một phần cho anh em thanh niên Phan trong lúc khó khăn rồi tụi tầm này thì cũng giúp đỡ. Ông Võ Song ở thôn Khánh Mỹ, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh có một khoảng thời gian tuổi trẻ góp công xây dựng đại công trình Phú Ninh. Sau khi trở về, ông làm ruộng và tìm hiểu kỹ thuật để trồng tiêu. Ban đầu trồng tiêu trong vườn, sau thấy phát triển tốt, ông Song khai hoang thêm mảnh đất đồi sau nhà, nâng diện tích lên gần 3.000 m². Từ vài chục đến nay có khoảng 500 cây, tất cả đều được ông Song quy hoạch theo hàng lối rất thông thoáng, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Dưới bàn tay chăm sóc của ông Song, năm nào vườn tiêu cũng cho thu hoạch cao với khoảng từ 400 đến 600 kg. Mỗi kg tiêu ông bán với giá khoảng 300 đến 400 ngàn đồng. Cây tiêu rất là hiệu quả. Cái nên nếu nói về kinh tế có cái loại cây nhưng mà cây tiêu rất là có kinh tế. Ví dụ so sánh ví dụ như làm nhà nông á, làm ruộng rồi làm có cây khác cũng không qua. Vì tôi đây là tôi không đầu tư mạnh. Cho nên là chỉ có phân hữu cơ, cùng thuốc men thì đó, những cái hồi nó cũng có học kỹ thuật, cũng phải ốp dùng kỹ thuật. Cho nên là cây tiêu rất là bền vững. Thành ra là thôi, nền kinh tế như vậy là nói chung gia đình cũng ổn. Cái phong trào kiểu thanh niên, xung phong, giúp nhau làm kinh tế giỏi, nó không chỉ là cái phong trào thực hiện cái việc kinh tế xã hội đơn thuần, mà nó còn là cái việc liên kết, kết nối giữa hội cựu thanh niên xung phong với nhau, giữa hội cựu viên cựu thanh niên xung phong với tổ chức hội, vì cái việc chúng ta xóa đói giảm nghèo không chỉ cho chúng ta làm giàu chính đáng, không chỉ chúng ta mà còn giúp nhau, giúp đồng đội xóa đói giảm nghèo. Dù ở tuổi đôi mươi hay đã xế chiều, dù thời chiến hay thời bình, dù cuộc sống nhiều khó khăn vất vả, nhưng những cựu thanh niên xung phong vẫn luôn giữ vững tinh thần ý chí, bản lĩnh của những người một thời không ngại hy sinh, hiến trọn tuổi xuân cho độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau ngày quê hương giải phóng đến nay. Và họ hiện vẫn đang từng ngày tô điểm thêm cho truyền thống của lực lượng cựu thanh niên xung phong Việt Nam bằng nỗ lực phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau vì nghĩa tình đồng đội. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo nhiều khu vực ở miền Tây nước Mỹ sẽ trải qua nền nhiệt cao kỷ lục trong bối cảnh một đợt nắng nóng cực độ tiếp tục bao trùm miền Tây và miền Nam nước này, ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dân ở đây. Riêng trong hai ngày cuối tuần này, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã đưa ra tới 45 cảnh báo về nhiệt độ cao kỷ lục được ban bố tại các bang California, Nevada, Arizona, Texas, Florida, Oregon và Idaho. Thung lũng chết nổi tiếng tại California, một trong những nơi nóng nhất trên trái đất, cũng thiết lập đỉnh cao mới về nhiệt độ trong ngày 16 tháng 7 tới, khi nền nhiệt tại đây lên tới 54 độ C. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, nhiệt độ tăng cao là do hình thành một đỉnh áp suất cao ở tầng trên tại Tây Nam nước Mỹ. Giới khoa học cho rằng tình trạng nắng nóng kỷ lục gần đây là bằng chứng rõ rệt về hiện tượng biến đổi khí hậu do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch gây ra. Nắng nóng cũng sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt và cháy rừng. Nhu cầu dầu trên toàn thế giới sẽ tăng thêm 2,25 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2024, tương đương mức tăng hàng năm 2,2% nhờ tăng trưởng kinh tế toàn cầu vững chắc như dự kiến. Đây là dự báo vừa được tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vừa đưa ra. Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 7, OPEC đã điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay từ 2,35 triệu thùng mỗi ngày lên 2,44 triệu thùng mỗi ngày, chủ yếu là do nhu cầu tăng cao hơn ở Trung Quốc trong quý 2 vừa qua. Nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm nay được dự báo ở mức trung bình 102 triệu thùng mỗi ngày. OPEC cũng kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt mức 104,25 triệu thùng mỗi ngày trong năm tới,
Ngoài ra, trong báo cáo, OPEC dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,5% vào năm 2024. Trong đó, các nước tiêu thụ dầu chủ chốt bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ cùng một số nền kinh tế đang phát triển khác ở châu Á sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Với bề dày lịch sử về tín ngưỡng tôn giáo, Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng với nhiều công trình kiến trúc vĩ đại liên quan đến Phật giáo. Nằm tại huyện Vĩnh Tỉnh, Châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc, Bính Linh Tự từ lâu đã được trong và ngoài Trung Quốc biết đến như một quần thể tượng đá Phật giáo lâu đời nhất ở Trung Quốc. Nằm bên bờ sông Hoàng Hà, quần thể tượng đá Bính Linh Tự trải dài suốt 2 km dọc theo các vách đá với 184 hang động, 776 bức tượng cùng hơn 900 mét vuông bức bích họa trạm khắc trên đá. Các dấu tích khảo cổ đã chứng minh Bính Linh Tự được khởi tạo ít nhất từ năm 420 sau Công Nguyên và là quần thể tượng đá Phật giáo lâu đời nhất ở Trung Quốc, mang các phong cách nghệ thuật khác nhau, vừa có tính kế thừa, vừa có nét sáng tạo riêng. Các tác phẩm trạm khắc trên đá của Bính Linh Tự mô tả các chủ đề về Phật giáo một cách sinh động, với nội dung phong phú, thể hiện quan niệm, tình cảm, tín ngưỡng và sự sáng tạo nghệ thuật của người Trung Hoa cổ đại đối với Phật giáo. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 95%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 53 đến 95%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 93%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 95%, gió nhẹ.